Nhà thân mến, đây là hoa bạc hà. A Páo đang leo ở trên núi, mà hiện tại sẽ không tiết lộ vị trí mà A Páo đang leo. Còn hoa bạc hà bạt ngàn đá. Đây, cực kỳ khó leo cả nhà. Đây, đá tai mèo này, chỉ cần sơ sẩy một tí là chảy máu luôn này. Đấy, nhà thấy chưa? Đấy, A Páo đang đi trên những mỏm đá tai mèo, dựng đứng mà rách cả chân, rách cả tay. Đã đi qua một quãng rất xa rồi, đi theo bên này. Bên này là nương ngô của đồng bào. A Páo quay bằng điện thoại cả nhà thông cảm nhé, đang trải nghiệm một mình thôi, cho nên là điện quay điện thoại luôn, không dùng máy quay nữa. Hiện tại không thể dùng máy quay được, đây là không, nó đang lỗi kỹ thuật không thể tin, cho nên phải dùng điện thoại an toàn. Đây, A Páo đang ở trong nương ngô mà không biết đi hướng nào đấy, đang cố mò ra khỏi nương ngô. Ui. Rồi, ra một khu, ra một khu đất trống cả nhà. Tiếp tục lấy qua mỏm đá tai mèo này. Đấy, chỗ này qua được không? Ui, nó sâu lắm này, khó đấy. Sẵn này, đấy, trong này toàn từng hốc ngô hốc đá đó, dài chằng chịt. Không cẩn thận là sẽ rơi hụp ngay. Lần đầu tiên đi một mình trải nghiệm dạng không thể biết như này, tìm một vị trí mới đẹp hoang sơ. Vị trí này khá xa cả nhà, A Páo đã nhìn thấy rồi, nhưng mà để đi đến điểm đó thì phải mất rất nhiều thời gian, phải đứng len lỏi ở trong gốc gỗ. Đây, ra một con đường rồi. Rồi, à, có mấy bạn tây ở đây này, có mấy bạn tây đang trải nghiệm đây này. Hello, where are you from? Australia. Australia. He's from America. America. La truda gentu, placida landa, prosper in ventu. Sul mare lucca, la truda gentu. What's your name? John. John. James. James. Yeah. Very handsome. What's your name? Very handsome. I am a Pau Hmong local. Say that again. I am A Páo. A Páo. Okay. Okay, let's meet you, A Páo. Okay. Do you live here? You, view. Yes. You. Okay. Ở dưới kia có một mỏm đá rất là đẹp. Đúng rồi đấy. Xuống không? Xuống mẹ lắm. Hai bạn xuống không? Có. Okay, đi. Chưa bao giờ thấy một chỗ. Let go. Okay. Yeah, đúng rồi đấy. Okay. Okay. Bye bye, A Páo. A Páo đi xuống dưới kia. Okay, đúng rồi, A Páo. Okay. Có hai bạn tây ở đây trải nghiệm, đúng là đấy, khách tây người ta thích trải nghiệm dạng như này đấy. Mà hôm nay A Páo đi một mình mà gặp khách tây, khách tây mà đã trải nghiệm ở vị trí nào thì chắc chắn là vị trí đó sau tương lai không xa sẽ là một điểm check in sẽ rất nổi tiếng ở nhà nhé. Các bạn cứ để ý là các bạn tây mà khi mà đã đến thì sẽ rất nổi tiếng luôn. Ở vị trí này hình như có một ngôi nhà cổ ngày xưa này, đấy mà đã bị phá rồi, không rõ là như nào. Đây, ngôi nhà cổ luôn, vị trí này rất đẹp luôn cả nhà này, có hai bể nước hai bên, rất lạ nhỉ. Có ngôi nhà cổ đây, vị trí rất đẹp. A Páo sẽ xuống theo đường nào đây, sẽ theo đường này cả nhà ơi.
Đây, đường này thì khá trơn đấy. Có vẻ là rất nhiều người đi, cả nhà này đi bộ nhá. Đây đi bộ. Tuyệt vời luôn. Con đường đi xuống cũng khá thuận tiện đấy. Ở dưới này có một bãi đất trống này, rất là đẹp này. Mình cần sang phía bên kia thì sẽ tìm vào đâu đây. Mình sẽ ngược lại một tí ở bên này, không có sẽ bị lạc mất. Đây, vị trí ngô mà xấu xấu hơn này, đi cho nó thoáng. Sẽ đi qua, xuyên qua cái nương ngô này. Đúng là hôm nay trải nghiệm bằng điện thoại cả nhá. Cả nhà chịu khó vậy. Ngô rất tốt cả nhà, cực kỳ tốt luôn. Ra một bãi đất trống ở nhà này. Rồi sẽ tìm đến vị trí nào. Ở đây có một bãi đất đá mà không ai trồng gì này. Một bãi rất rộng luôn. Hay là bãi mộ của người dân ở đây. Đây đúng rồi, đây là bãi mộ ấy. Làm một cái bán thiết, không biết là rộng. Còn xin phép đi qua đường của đồng bào nhé. Có gì sai sót mong các thân là bỏ qua cho con. Bác sẽ đi qua bên này nữa. Rậm ở nhà, tốt quá, không nhìn thấy gì. Lỡ đi rồi, phải đi ra. Đúng là một mình đi cảm giác vừa thích thú lại vừa sợ cả nhà. Đấy, mỏm đá kia đâu rồi? Mất đâu rồi? Hay lại mất tích nhỉ? Không phải nhá. Đây, đây xuống. Xuống dưới này. À, bảo sẽ xuống vị trí này cả nhà. Đi xong chuyến này là về. Mệt lắm rồi. Đi cả ngày. Thẻ nhớ lại bị lỗi nữa, mất hết tất cả dung lượng luôn. Rất buồn. Nhà áp áo đi mò ra nơi ngồi theo lời chỉ dẫn của một người bạn. Chưa nhìn thấy gì đâu. Chưa nhìn thấy gì luôn. Đi qua đây. Các bạn Tây về đây chơi chắc chắn là đẹp rồi. Kêu cả nhà ơi. À, báo sẽ đi chéo sang. Wow. Cả nhà thân mến, đây rồi. Cả nhà biết điểm cuối ở đâu chưa? Là ở đây. Mệt lắm rồi. Ở đây, ở đây cả nhà ơi. Đây. Quá đẹp luôn. Đây là một điểm check-in cực kỳ, sau này sẽ nổi tiếng cực kỳ luôn mà. Chắc hẳn là cả nhà sẽ biết là ở điểm ở đâu. Ở trên này là gọi là Thượng Sơn này. Một đỉnh núi mà có 3 khấc, 1 khấc, 2 khấc, 3 khấc. Đấy. Đây, cả nhà nhìn thấy chưa? Đây. Và ở dưới này là hình trái tim của đá này. Hai hình thù của giống như kiểu như là hai con rồng đang hôn nhau thành hình trái tim. Đấy, giống hai con rồng đang hôn nhau cả nhà. Đây, cả nhà nhìn xem. Có phải giống hai con rồng đang hôn nhau không? Và phía bên này là có một tượng đá, hai tượng đá. Và bây giờ áp báo sẽ đặt. Và áp báo sẽ đến gần xem.
Tôi đi thêm về nhà. Bây giờ sang vị trí này. Đây. Rất đẹp luôn cả nhà nhá. Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Đây không biết là hình thù như nào đây. Rất khó tả, tự nhiên cả nhà nhá. Cực kỳ tự nhiên. Đấy. Và ở phía bên này là gì? Ở sau để xem có vực thẳm hay gì không. Ở sau này có nguy hiểm hay là an toàn. Ở nhà ở dưới này là vực thẳm, vực sâu này. Vực sâu này. Nhìn xuống sang biên giới Việt Trung này. Đấy, xanh rì luôn. Ở đây thì vị trí này thì rất là đẹp nhưng là khá nguy hiểm cả nhà. Khá nguy hiểm. Mà mỏm đá ra tận đây. Và ở dưới này có một cái khe rất rộng và sâu này. Cảm giác như là hình trái tim này. Đúng hình trái tim bằng đá cả nhà. Khá nguy hiểm đấy. Rất là cao. Tiếp luôn. Đứng ở vị trí này có nhìn thấy bao quát không gian ở phía bên này. Rồi, bây giờ Apao sẽ bay cho cả nhà xem không gian này. Không biết xem có trèo được lên vị trí này không. Cả nhà chờ đợi nhé. Khe này mình có thể nhìn thấy đây. Đấy, thủy điện này, vuông. Rồi A Pháo đặt máy đó. Cả nhà thân mến, Apao đã có mặt ở vị trí là trái tim của đá. Hình thù rất là kỳ quái, rất là không thể tả được. Nhưng mà Apao bây giờ sẽ bay một góc, bay flycam ở đây để cả nhà cùng thưởng thức. Ủa sai. Cả nhà chờ đợi nhé.